Trong khi toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tích cực chuẩn bị mọi mặt tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng. Với động cơ chính trị đen tối và góc nhìn phiến diện, chủ quan, các thế lực thù địch, phản động đã dùng mạng xã hội, điển hình như tổ chức phản động Việt Tân. Các cá nhân như Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài liên tục tìm mọi cách xuyên tạc thành quả cách mạng, xuyên tạc con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Hàng loạt luận điệu sai trái đã được chúng đưa ra như chủ nghĩa xã hội đã lỗi thời, lạc hậu, chủ nghĩa xã hội không còn phù hợp với Việt Nam. Chế độ xã hội chủ nghĩa của Việt Nam hoàn toàn không có bình đẳng xã hội, không có an sinh, phúc lợi xã hội gì cả, mọi thứ đều phải trả tiền. Kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, kiên định với chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là lạc nhịp, đi ngược xu thế. Từ đó, các thế lực thù địch, phản động đòi đảng ta, nhân dân ta phải từ bỏ mục tiêu, con đường đã chọn và đi theo con đường khác, con đường tư bản chủ nghĩa. Có thể khẳng định rằng, đảng ta lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là hoàn toàn khách quan, khoa học, trên cơ sở ý đảng lòng dân, phù hợp với thực tế đất nước và xu thế của thời đại. Bởi xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đang phấn đấu xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, do nhân dân làm chủ, có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp, có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện, các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển. Có nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, do Đảng Cộng sản lãnh đạo, có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới. Như vậy, dù trong điều kiện, hoàn cảnh nào, Đảng và nhân dân ta dứt khoát lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Đó là sự nghiên cứu, vận dụng trung thành, sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội vào điều kiện cụ thể cách mạng Việt Nam. Thực tế là, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, chế độ an sinh, công bằng xã hội được thực hiện hài hòa với quá trình phát triển. Thế và lực của đất nước, sức mạnh tổng hợp, uy tín của quốc gia không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử chúng ta đạt được tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại. Bản chất ưu việt của chủ nghĩa xã hội ngày càng được thể hiện sinh động, rõ nét trên đất nước Việt Nam. Do đó, mọi luận điệu chống phá của Việt Tân, Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài và các tổ chức, cá nhân chống đối, phản động khác đều là vô giá trị.